Ngày thứ hai. Một, chúng ta tin chắc có luyện ngục. Những người chống đạo tuyên bố không có ai bên kia cuộc đời về để nói có gì bên đó. Thánh Thomas Tiến sĩ, một vinh quang của nhân loại với uy quyền lớn lao, đã xác định có luyện ngục. Ngài đầy nhiệt tình với những linh hồn khốn khổ trong hỏa lò kinh khủng đó. Ngài luôn luôn nhớ đến họ trong thánh lễ, trong kinh nguyện và trong hãm sát. Khi ở Ba Lê, Ngài thấy linh hồn chị Ngài hiện về. Xin Ngài thương xót và đang đau khổ ác liệt ở luyện ngục. Thánh nhân vội vã cầu nguyện, ăn chay và xin bạn hữu cũng làm như vậy. Khi Ngài ở La Mã, người chị tái xuất, nhưng huy hoàng trong chiến thắng và vinh quang. Người chị đã được siêu độ. Thánh nhân hỏi chị về hiện trạng của hai người em đã chết cách đó ít lâu. Linh hồn đáp, cậu Amant đã hưởng cao độ vinh quang vì đã có công bên vực Đức Giáo Hoàng chống lại Frederick là hoàng đế nước Đức, do đó bị thanh trừng nghiệt ngã. Cậu Landon còn ở luyện ngục, đang mong chờ lời cầu nguyện. Người chị thêm, còn cậu, cậu hãy sớm hoàn tất những tác phẩm lừng danh của cậu. Vì cậu nay mai, chị em cũng sẽ về gặp nhau ở thiên đàng. Cậu sẽ được thưởng công bội hậu bởi bao nhiêu công cuộc đã làm cho giáo hội. Một lần khác, Thánh Thomas cầu nguyện trong nhà thờ Thánh Đa Minh thành Náp. Bỗng chốc Ngài thấy cha Roman còn lưu cư ở Ba Lê. Tưởng là cha đến thăm, Ngài liền hỏi về cuộc hành trình và sức khỏe của cha. Cha tâm sự là đã phủi hết bụi trần và đã tiêu diêu trên cõi thọ. Nay Chúa phái cha đến để cổ võ Ngài thêm can đảm trong công cuộc làm vinh quang Thiên Chúa và Hội Thánh. Thánh nhân hỏi, con có được ơn nghĩa Chúa không? Cha Roman mỉm cười đáp, được. Còn cha, tôi được hưởng vinh phúc trên trời sau 15 ngày ở trong luyện ngục. Giai thoại trên đây của vị tiến sĩ lừng danh giáo hội thêm một cái tát nảy lửa vào hạng người thô bạo muốn gieo nghi ngờ có luyện ngục hay không. Chúng ta tin chắc có luyện ngục và luôn luôn làm mọi cách để giải cứu các đẳng linh hồn đang quằn quại trong quả lò kinh khủng đó. 2. Thỉnh thoảng các thiên thần đến thăm và quỷ lạc các linh hồn đau khổ trong luyện ngục. Theo ý kiến chung của các thánh, thỉnh thoảng Chúa phái các thiên thần xuống luyện ngục để viếng thăm và an ủi các linh hồn đau khổ. Trong những điều tiết lộ của Thánh Viritta, có nhan nhản chuyện thuộc loại đó. Dì phước đáng kính Paula thuộc dòng thánh Catarina ở Ý hết lòng sùng kính các đẳng linh hồn nên được thưởng những thị kiến kỳ diệu. Ngày kia dì cầu nguyện cho các linh hồn đó và được dẫn đi bằng tâm trí đến luyện ngục. Dì thấy một số đông ngụp lặng trong biển lửa hừng hực thiêu đốt. Gần đó đấng cứu thế có thiên thần tháp tùng chỉ định một vài linh hồn được lên trời. Các linh hồn đó bay lên với niềm hoan lạc khôn tả. Thấy vậy, Paula trình: Lạy Chúa, tại sao Chúa tuyển lựa như vậy giữa đám đông bất hạnh? Ta giải thoát những người khi sống đã làm những việc bác ái và thương xót lớn lao, bởi vì ta đã nói người hay thương xót sẽ được xót thương. Dì Paula có thói quen cầu nguyện Đức Mẹ cho kẻ chết. Ngày thứ bảy là ngày dâng kính Đức Chinh Nữ. Ngày thứ bảy kia, dì lại được ngất trí và được đưa tới luyện ngục. Nhưng dì kinh ngạc xiết bao khi thấy luyện ngục biến thành thiên đàng đầy hoang lạc, tràn ngập ánh sáng. Đang khi dì tự hỏi lý do sự biến đổi may mắn đó, dì thấy Đức Mẹ có muôn vàn thiên thần chầu kính và nhận lệnh đưa lên trời những linh hồn đã sùng kính Ngài. Thấy vậy, dì hết sức vui mừng, nhưng động lòng trắc ẩn đối với những linh hồn không được chọn.
và phải tiếp tục quằn quại trong đau khổ tùy tội trạng mình đã phạm. Paula thường thấy các thiên thần xuống luyện ngục để an ủi các linh hồn. Hơn nữa, vì nghe các thiên thần cầu khẩn thiết tha với Chúa cho họ nữa. Trong phước viện Thánh Catarina có một tập quán đạo đức là đọc kinh chiều cho kẻ chết trước khi ngủ. Như vậy là các nữ tu sĩ muốn đem sự an nghỉ cho các linh hồn khốn khổ trước khi họ đi nghỉ. Một tối kia, các dì bận việc khẩn cấp không đọc được kinh vãn khóa cho kẻ chết đó. Chúa cử một phái đoàn thiên thần xuống nhà nguyện để tụng thế cho họ. Dì Paula đang cầu nguyện trong phòng mình, nghe hát bản kinh kỳ hảo. Ngạc nhiên dì mở cửa và thấy một toán thiên thần, đông bằng số nữ tu, để chứng minh các thiên sứ đến cầu nguyện thế các dì phước. Vì việc cầu xin cho các đẳng linh hồn được siêu thoát hết sức quan trọng và khẩn cấp. 3. Các đẳng linh hồn tuân lệnh hàng giáo phẩm. Đọc Thánh Kinh, ta thấy Chúa dùng những kẻ chết để dạy những người dốt, cứu giúp những người túng quẫn và đưa các tội nhân đến việc tuân giữ luật Chúa. Gotha, giám mục Hanore, miền Tây Bắc nước Đức. Có những con chiên đầy tội ác và gây biết bao gương mù, gương xấu. Ngài tận lực dùng những phương thức tuyệt hảo để đưa họ về chính lộ, nhưng vô hiệu. Ngài buộc lòng phải dứt phép thông công những người bất trị đó. Bị án này, họ không được vào nhà thờ. Nhưng ngày hôm sau, khi Đức Cha bước lên bàn thờ, những tên bạo gan nhất cũng vào như thường. Thánh Gotha nhìn họ và lớn tiếng truyền: Nhân danh Đức Chúa Thánh Thần, ta truyền cho tất cả các người bị tuyệt thông phải gời rắp chốn thánh họ đang xúc phạm. Họ không nhúc nhích, nhưng bỗng chốc nhiều mộ trong nhà thờ mở ra, nhiều kẻ chết sống lại và ra khỏi thánh đường như lệnh đó được truyền cho họ. Thấy vậy, các tội nhân chạy trốn vì khiếp sợ bài học kỳ lạ đó, bởi vì có nhiều người bị vạ tuyệt thông khi chết cũng được chôn trong nơi thánh mà người chôn cất không biết thực trạng của họ. Tuy nhiên, họ không phải sa hỏa ngục vì khi chết họ đã ăn năn tội cách trọn. Thánh giám mục cũng hết sức kinh ngạc trước sự lạ đó. Khi dâng lễ xong, Ngài ra xem tự sự, các kẻ chết sống lại chờ Ngài ở cửa nhà thờ, trong vị thế rất khiêm cung. Bấy giờ Đức Giám Mục ngỏ lời với họ trước cộng đoàn giáo dân, ngợi khen họ đã hành động khi được Chúa ban phép và thêm: Được thẩm quyền Chúa ban, ta cất vạ tuyệt thông các con đã chịu, nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, để các con được vào thiên đàng không còn trở ngại nữa. Thân xác chúng con hãy trở về bình an trong mồ để chờ Ngài trung thẩm. Các người chết gối quỳ, tay chấp, đầu cúi, liền đứng dậy tái nhập âm phần. Lời nguyện: Lạy Chúa, chúng con tin chắc có luyện ngục. Tha thiết xin Chúa cho chúng con ý thức cao độ, việc cứu trợ các đẳng linh hồn là hết sức quan trọng và khẩn thiết để chúng con đừng bao giờ quên lãng.